ông em gay gắt với ba em quá vậy? Ôi anh hai ơi, chơi cờ cá ngựa với em nha. Biến vô khác đi. Ôi chơi với em đi, một mình em thì sao chơi được. Đó là không có chơi. Ôi chơi đi. Biến vô khác. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. Nhanh về. Chị xin lỗi. Nè Nguyên. Hả? Cô thấy em có thằng đứa em gái à, mà sao không bao giờ thấy em chơi nó hết trơn vậy? Ôi. Sao em vô tâm quá vậy? Không chơi với nó là đường an toàn á, chuyện nó nguy hiểm lắm. Nói vậy mà nghe được. Lúc nào cô cũng thấy làm chi á, chơi thui thủi có một mình à. Nhìn đáng thương gì đâu luôn á. Gì? Đáng thương hả? Ừ. Ờ thì đáng thương thiệt mà. Vậy hôm nào cô thử chơi với nó đi, rồi sẽ biết nó đáng thương cỡ nào. Cô tưởng là em chỉ đối xử vậy với cô thôi chứ, ai nhà với người nhà mà em cũng vậy nữa. Thôi thôi học đi học đi. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em nhớ không bài đầy đủ đó nghe chưa. Cái màu xanh. 12, 1, 3, 4, 5, 6. Em chơi có mình nè hả? Chị chơi chung với em được không? Miễn đừng chôn là được. Dạ em tới luôn rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ em đó ơi. Em thắng em về nước hết trơn rồi. Dạ giỏi quá, chúc mừng em nha. Dạ yeah. Hay quá vậy ta. Chị ơi, chơi vòng này chán quá. Hay là chị vô phòng đi chơi đi. Chơi chờ búp bê nha. À chị ơi, chị thấy hai con búp bê này đẹp không? À đẹp. Mà em mới gọi chị là chị hả? Dạ đúng rồi, chứ em gọi chị bằng gì? Tại vì bình thường em cứ nói chuyện trống không với chị không à. Với lại còn hay gọi chị là đồ đáng ghét nữa. À trước là vậy nhưng bây giờ khác rồi. Vậy hả? À chị ơi, chị làm bạn nha. Ừ, được mà. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Ừ, là bạn. Vì chị là bạn nên em sẽ cho chị coi cái này. Đây là thứ mà không phải ai muốn biết là biết được đâu nha. Cái gì coi vậy? Chị mở ra coi hả? Răng của em mới nhỏ năm ngoái á, giờ em mọc răng mới rồi. Vậy hả? Chị thấy sao? Thấy sao là làm sao? Có nghĩa nó có đẹp không? Đẹp. Em biết ngay chị sẽ nói gì mà. Ghê quá à. Cái gì vậy ông này ghê? Ê tôi coi coi tôi coi coi. Ôi trời ơi. Chị nhìn nè, cuối cùng tiếng táo bón suốt một tuần này của em cũng đã hết rồi, vui quá. Tiện nó gửi cho em cái này vậy? Thì nó kêu em kết bạn với nó đó, xong rồi nó đưa em vô chế độ thân thiết hay sao á. Rồi còn cho em coi mấy cái kỳ cục lắm. Cái gì, cái gì? Mà em phải sao nó mới gửi em vậy? Nó còn khoe cho em răng của nó nhổ xong rồi nữa kìa. Trời ơi, cái răng nhổ hả? Ừ. Để làm chi vậy? Mấy luôn. Nó dám ăn luôn á. Chị ơi, chị Mai ơi. Con chó nằm xuống, nằm yên đó nha chưa. Tới rồi, biết tại tao. Ủa, hay là cô bé đầm hồng? Chà. Là ai vậy? À, anh hello em đó. Em đi đâu kiếm ai đây? Em kiếm chị My. My hả? Ờ, chị My ở trên lầu á. Mà công nhận nhìn em dễ thương thiệt ha. Tính lợi dụng tôi hành đồ biến thái. Ủa, cái gì bồ màu quá vậy? Ờ, chị My. Ủa, làm chi? Nhà tuy không lớn bằng nhà em nhưng nhìn chung cũng được hết chứ. Nhưng mà sao tự nhiên em qua nhà chị vậy? Mà có chuyện gì hả? Dạ đâu có chuyện gì đâu chị. Tại vì mua bánh ở gần đây nè. Sẵn tiền em ghé vô. Em muốn mang bánh tới đây để cho hai chị mình vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng mà tí nữa chị qua nhà em dạy học thì hai chị em mình cũng gặp nhau rồi mà. A Trang, ở đâu có chuyện người ta mua sẵn cho anh ăn vậy? Sao dữ vậy?
Công nhận giọng của em khỏe thiệt luôn á. Giọng của em hả chị? Ờ. À, cũng đúng ha. Qua. Ừ. Wow. Em có thể hát lớn hơn được nữa, chị muốn nghe không? Ờ, chị thấy vậy là quá lớn luôn rồi, đủ luôn rồi đó. Thôi không sao đâu, chị đừng ngại, vì chị là bạn thân nên em sẽ cho chị nghe. Quá. Wow. Chào hai đứa. Chị ngồi đi chị. Chào chị. Cảm ơn em. Em lấy nước cho chị nha. Ừ. Ủa, ăn mì hả? Dạ. Nếu chị không ngại á, chị có thể ăn chung với em cũng được. Chị không biết ngại là cái gì đâu, mà chẳng chút xíu thôi. Ăn một tô luôn đi chị. Cảm ơn em. Chị ơi, chị uống nước đi chị. Cảm ơn em. Sao hai người đi chung vậy? Hồi nãy em qua nhà chị mi chơi. Ủa, hai người thân với nhau từ lúc nào vậy? Thân hồi nào anh hỏi chi, đừng như chuột. Dạ, đúc em miếng nha. À. Ngon. Dạ, rất là ngon. Chị ơi. Hả? Thôi chị dạy xong chị qua phòng em chơi nha. Ừ. Ok, okay. Bye bye chị. Bye bye em. Nè, cái đó là chuyện của tao mà. Mình xin lỗi. Tại mình thấy nó ở dưới đất. Không có tại gì hết trơn á. Mày chết với tao. Mày xin lỗi mày. Mày xin lỗi. Ơ, tao giận mày biết bao nhiêu lần rồi. Nè, đã biết tao bao nhiêu hả? Nè, đừng có nét tóc mình nữa mà. Mày dám hả? Tụi tao mày chết nè. Đang sợ lắc luôn chị. Nếu chị không ngại có thể ăn hết gì hết cũng được. Thôi, em biết tính chị mà. Chăn miếng thôi. Chị ăn đi. Em không ăn hả? Dạ thôi chị ơi. Sao vậy? Em không có thích xoài lắc. Mà sao không thích, chị thấy ngon mà, ăn đi. Dạ thôi em ăn đâu chị. Sao vậy? Ngon mà. Tại vì á, em có một kỷ niệm không vui về món xoài lắc này. Cũng vì chuyện này á, em định nói cho chị một chuyện. Chuyện gì? Thật sự á, em không muốn nhiều chuyện đâu. Nhưng mà em thấy chị đáng thương quá, em phải kể chuyện cho chị nghe thôi. Chuyện gì? Em nghĩ á, là chị không nên gần gũi với Lâm Chi nữa. Sao vậy? Như vậy sẽ tốt cho chị hơn. Tại sao? Trời ơi, chị biết không, chị á đang thân thiết với Lâm Chi lắm đúng không? Mà em thấy như vậy á, có nghĩa là chị đang leo lên lưng cọp đó. Lưng cọp hả? Phải. Chị đừng có thấy á, Lâm Chi tội nghiệp, không có ai chơi, còn chị chơi với nó. Thiệt sự á, Lâm Chi là một cô bé cực kỳ nguy hiểm luôn đó chị. Nguy hiểm hả? Dạ. Chắc chị không biết con bé Lâm Chi, nó chia loại người trên thế gian thành hai loại người hả? Nếu không phải là bạn thì sẽ là kẻ thù, sẽ là đồ đáng ghét, chứ không có chuyện nhập nhằng ở chính giữa đâu chị. Mà chị à, chị với Lâm Chi á thân thiết, đối xử tốt với nhau như vậy, chỉ cần á chị mắc một sai sót nhỏ xíu xì xiu thôi, chắc chắn á con bé sẽ xem chị là đồ đáng ghét, xem chị là kẻ thù. Trong khoảng thời gian đó, chắc chắn con bé nó sẽ khủng bố chị. Khủng bố luôn hả? Phải. Cho dù là bạn thân có đối xử tốt với nhau đi nữa. Ủa mà quên nữa, con bé có cho chị coi răng cửa đã nhổ của nó chưa? Rồi, cho coi rồi á. Thôi chết. Như vậy á là con bé đã xem chị là bạn thân thiết rồi đó. Em nghĩ nó tốt nhất á, chị nên tránh xa nó đi, kẻo mất công á để lại hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó không tốt đâu, chị sẽ trở thành kẻ thù, trở thành đồ đáng ghét, và chị sẽ bị khủng bố. Nhưng mà sao em biết chuyện đó vậy? Bởi vì em là người đầu tiên được nó cho coi răng cửa đã nhổ của nó. Ra đi, ra nhanh đi, sao còn chưa chịu ra nữa. Ra đi, nhanh lên. Chạy đường đi, nhanh đi. Chị ơi, sao chị giật mình vậy? Ủa, chị sợ em hả? Hả? Sao tự nhiên chị sợ em chi vậy? Đi nè, ra nhanh đi, riết rồi muốn ngồi lên đầu tôi luôn hả? Hả? Nhanh đi, nhanh đi. Bực thình luôn á. Nè, cái đồ đáng ghét, chị My đâu cố ý làm vậy đâu. Chị ơi, chị ơi. Hả? Giờ chị vô phòng em chơi nha.
Bây giờ chị phải đi hẹn với bạn chị rồi. Bữa sau ha. Chị đi hẹn với bạn chị hả? Vậy thì tối nay em sẽ qua nhà chị chơi. Tối nay em qua nhà chị chơi hả? Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ chị ở đây chị chơi với em luôn. Để em khỏi qua nhà chị. Tại chị sực nhớ ra là ngày mai chị mới hẹn bạn chị lận. Dạ. Vậy thôi bây giờ mình vô nha chị. Yêu. Chị ơi, chị thích ăn hạnh nhân không? Ừ, cũng thích. Chị chờ em xíu nha. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Giòn ngon ghê luôn á. Nhưng mà Lan Chi ơi, tới giờ chị phải về đó. Về nha. Khoan, chị chờ em xíu đi. Chị ăn thêm một viên hạnh nhân nữa được không? Tại vì em cũng muốn ăn thêm một viên sô-cô-la nữa. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Là nãy giờ hai cái kia chị mới vừa ăn là em cũng làm thao tác y như vậy hả? Dạ đúng rồi, tại vì em chỉ thích ăn sô-cô-la thôi, hạnh nhân không thích ăn. Sao em dơ quá vậy? Chị nói ai dơ? Em đó, nãy giờ chị có tưởng là em đưa cái đồ ăn mới là chị ăn không à. Em nghĩ sao mà em đổ vô miệng nhai nước miếng em đưa chị ăn rồi. Tôi dơ hả? Dơ quá luôn á. Bạn bè với nhau mà dơ. Bạn là bạn nhưng mà em làm vậy là dơ quá, ai mà chịu nổi. Chị em đem cái đồ đáng ghét. Chị biết là không, tôi nhanh lên, tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi không muốn gặp chị nữa. Đồ đáng ghét. Chị bị loại khỏi danh sách. Con nhỏ đó, đáng ghét thiệt chứ. Này có đồ đáng ghét, sao chưa chịu về nữa? Ôi sao tự nhiên đây gì vậy? Anh đi ra đi. Bè, tự ra mà đóng cửa đi. Ôi, dạ nè, con nhỏ kìa. Tôi đi vừa nhắm mắt cho tôi không thấy gì hết á. Không thấy gì thiệt không? Thiệt. Vậy đóng cửa lại giùm tôi đi. Rồi đó, tôi đóng rồi nha. Con nhỏ làm gì đáng ghê. Chào cả nhà. Sau khi trở thành đồ đáng ghét của Lam Chi, tôi thực sự bị nó khủng bố đúng y như Quang đã nói trước đây. Đồ đáng ghét. Cũng may là Quang đã chỉ cho tôi hai cách để thoát khỏi những trò khủng bố của Lam Chi. Thứ nhất, không nên mặc áo có màu sắc sặc sỡ, mang tính kích động. Làm vậy sẽ tránh được sự quan tâm của Lam Chi. Nè đồ đáng ghét, đi đâu đó? Cần chị muốn nói. Em chào chị My. Nhỏ kia, mày cầm đồ của tao hả? Thứ hai, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt của Lam Chi. Vì nếu nhìn thẳng vào mắt nó, mình sẽ không nhúc nhích được và sẽ trở thành mục tiêu của nó. Nè, có đồ đáng ghét. Có đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Nhìn đâu vậy? Nhìn tôi nè. Nếu như bị nó làm phân tâm thì nên đảo mắt hình số 8 để tránh mắt của nó. Đây nè. Trời ơi, tôi